Bây giờ thì sẽ đi vào cái phần đầu tiên. Đấy là cái phần nói về các cài đặt chung mà chúng ta cần phải biết trong Word. Thì đầu tiên ấy, là mình sẽ mở thầy cái tab file này ra này. Trong tab file này chúng ta tìm cho thầy một cái dòng là dòng option. Trong tab file nó sẽ có một cái dòng là dòng option. Bản 23 trở lên thì cái option này nó nằm ở gần phía dưới. Nói chung là nó vẫn ghi là option thôi. Trong tab file nó sẽ có một cái là option đấy nhỉ. Mình bấm như này cái option này. Chúng ta sẽ có một cái cửa sổ Word option. Trong cửa sổ Word option này thì nó sẽ chia làm giao diện, nó có hai mặt, một là cái cột bên trái này và hai là cột bên phải. Thì cột bên trái này là các cái tab mà chứa các lệnh chung, ví dụ như là general là chung này, thì bên phía bên phải nó sẽ hiển thị ra chi tiết là trong cái phần này sẽ có những cái gì. Thì đầu tiên nhé, trong cái tab general này có một cái chúng ta sẽ để ý đến, đấy là cái phần personal line, cái phần username và phần initial này này. Cái phần username này thường thì chúng ta sẽ không để hiển thị đâu, nhưng mà ví dụ như chúng ta mà soạn văn bản, chúng ta muốn là cái văn bản này nó được lưu theo cái tên của mình ấy. Tức là với mỗi một file Word nhé, nó sẽ có một cái thông số đi kèm, đó chính là cái phần tác giả của cái file đấy tạo ra là ai. Thì ví dụ chúng ta muốn là cái file Word của chúng ta gửi cho người khác ấy, mà nó bảo lưu cái phần tên của mình, tức là mình là người tạo đầu tiên ấy, thì ta phải điền vào đây, ví dụ điền tên của mình vào. Thì tất cả những file Word chúng ta lưu sẽ có một cái thông số được cài đặt ở trong cái file Word đấy, hiển thị là tác giả của file Word đấy, cái người tạo ra cái file đấy tên là gì. Bất kể là sau đấy những người khác họ chỉnh sửa như nào ở trên cái file đấy thì tên của họ cũng sẽ không được ghi vào mà chỉ hiển thị tên của mình thôi. Đấy nhỉ? Thì đây là cái phần nếu như chúng ta muốn dùng đến thì sẽ điền vào thôi. Username trong tab general nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ mở cho thầy cái tab thứ ba từ trên xuống, là cái tab có tên là proofing. Proofing, trong tab proofing này thì nó sẽ có một cái cài đặt để chúng ta dùng đến. Đấy là cái cài đặt liên quan đến việc là kiểm tra lỗi chính tả trong Word. Ví dụ chúng ta dùng Word ấy, chúng ta sẽ gõ tiếng Việt. Chúng ta gõ tiếng Việt xong chúng ta thấy là nó sẽ có những cái đường lượn sóng màu đỏ. Nó lượn sóng màu đỏ gạch chân ở phía dưới những cái từ tiếng Việt của chúng ta ấy. Thì những cái lượng lượn sóng màu đỏ đấy là báo hiệu cho cái việc là Word nó chạy cái phần kiểm tra lỗi chính tả. Và nó kiểm tra lỗi chính tả thì nó kiểm tra theo kiểu tiếng Anh. Thế nên là toàn bộ những cái gì chúng ta gõ tiếng Việt thì nó sẽ báo lỗi hết. Nên là cái phần lượng sóng đỏ đấy nó sẽ bám theo toàn bộ văn bản của mình. Thế thì ở trong cái tab proofing này này, ở phần phía dưới cùng, chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái mục có tên là When Correcting Spelling and Grammar in Word. Ở trong cái mục này này, nó sẽ có 4 dấu tích ở đây. Thì nếu như chúng ta chỉ gõ tiếng Việt thôi thì bỏ hết 4 dấu tích này đi. Đấy nhá. Chúng ta có 4 cái dấu tích ở trong cái phần này. When correcting spelling and grammar in Word, bỏ hết 4 dấu tích ở đây đi. Đấy. Thì Word nó sẽ không kiểm tra lỗi chính tả nữa. Khi chúng ta gõ tiếng Việt thì nó sẽ không có cái đường lượn sóng màu đỏ ở phía dưới. Đó là vì chúng ta tắt cái tính năng này đi rồi. Còn ví dụ như ai mà trong quá trình học và làm ấy, còn phải dùng đến tiếng Anh ấy, thì chúng ta cứ để nguyên 4 cái tích này. Đó, cứ để nguyên 1 cái tích này, bởi vì nếu như chúng ta còn rõ cả tiếng Anh nữa thì cái việc để nó tự động nó kiểm tra lỗi chính tả nó sẽ tốt hơn. Thì nếu như đến trường hợp mà chúng ta phải gõ tiếng Việt thì ở phía dưới cùng này này, dưới cùng của phần này nó sẽ có một cái dòng là exception for, nghĩa là loại trừ đi. Thì ở đây nó sẽ hiển thị tên cái văn bản mà chúng ta đang mở. Chỉ ra tích cho thầy vào hai cái dòng ở dưới cùng này thôi. Này, hai là cho ẩn đi. Nó vẫn kiểm tra chính tả nhưng mà chúng ta không muốn nó hiển thị lên thì tích vào hai dòng cuối cùng. Thì có nghĩa là riêng trong cái văn bản mà chúng ta đang mở này, Word nó sẽ không hiển thị cái phần kiểm tra lỗi chính tả nữa. Nghĩa là nó cũng sẽ không hiển thị cái phần gạch sóng màu đỏ ở phía dưới nữa. Đấy. Thì đấy là cái cài đặt cho cái phần kiểm tra lỗi chính tả, bỏ đi cái lỗi mà gạch sóng màu đỏ ở chân các cái chữ nhé. Đấy, bỏ đi hai cái này. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển xuống cái tab thứ tư là tab save. Trong tab save này thì nó có một cái, đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy có một dòng
ra dòng Save Auto Recover Information Every bao nhiêu phút đấy, thì mặc định nó để là 10 phút. Thì cái dòng này có nghĩa là trong quá trình ra gõ Word nhé, Word sẽ tự động nó tạo ra những cái bản lưu mà người dùng không phải bấm nút lưu. Những cái bản lưu này để phòng tránh trường hợp là ví dụ như chúng ta đang dùng thì mất điện, máy nó sập mất, thì có nghĩa là chúng ta mất đi một lượng lớn các cái văn bản mà chúng ta đã gõ, hay là Word file đang dùng nó bị treo chẳng hạn, thì bắt buộc chúng ta phải thoát đi, thì nó gây ra việc là chúng ta mất đi một cái lượng văn bản chúng ta gõ rất là lớn. Thì để phòng tránh trường hợp đấy thì nó tạo ra cái tự động lưu này, thì cái này là Word nó tự động lưu thôi. Thì nếu như để là 10 phút, nghĩa là cứ 10 phút nó lưu một lần, thì để tránh những trường hợp mà đáng tiếc xảy ra ấy, chúng ta cứ sửa cái này nó về khoảng 1 phút thôi, nghĩa là cứ 1 phút thì Word nó sẽ tự động nó lưu một lần bất kể là chúng ta có bấm lệnh lưu hay không. Đấy, thì ví dụ như là chúng ta để 1 phút như này rồi, chúng ta đang làm việc mà nó mất điện đi, máy tắt mất do chúng ta bật lại, chúng ta mở lại file Word lên, thì Word nó sẽ tự động nó báo cho chúng ta biết là có một cái file của cái văn bản chúng ta đang gõ mà nó đã lưu lại từ lúc trước, thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái file đấy là nó sẽ lôi lên cái file đấy lên thôi. Và với cái việc để thời gian là 1 phút này này, thì cái lượng mà chúng ta bị mất đi ấy, nó là ít nhất. Đấy. Đây là cái phần cài đặt cho phần save nhé. Ta chỉ cần chỉnh cái 10 phút này về 1 phút thôi. Đấy. Tiếp tục mở cho thầy xong xuống cái tab thứ 6 là cái tab Advanced. Tab Advanced nhé. Trong tab Advanced này thì chúng ta kéo cột bên phải này xuống ấy. Kéo cột bên phải này xuống cho đến khi tìm thấy một mục nó tên là Display thì dừng lại. Trong tab Advanced này, kéo bên phần bên phải xuống cho đến khi nhìn thấy một mục có tên là Display thì nó dừng ở đấy. Trong cái mục Display này nó sẽ có cái dòng thứ hai, ở phần Display là cái phần Show Measurement in Unit Up, nó liên quan đến đơn vị đo của thanh thước kẻ ở trong Word. Thì mặc định của Word nó sẽ để là inch, nhưng mà chúng ta sẽ không dùng đơn vị inch bởi vì toàn bộ phần căn lề của chúng ta sẽ tính theo đơn vị cm. Nên lớp mình bấm trỏ xuống ở đây và chọn sang cái phần cm cho thầy. Đấy. Trong tab Advanced nhé, kéo cột bên phải xuống tìm đến phần Display và ở dòng thứ hai, cái dòng Show Measurement in Unit Up này, thì chọn xuống là cm. Vì sau này ví dụ yêu cầu căn lề sẽ yêu cầu là căn lề trái 2 cm chẳng hạn, thì bắt buộc chúng ta phải căn theo cm, chứ nếu cứ để inch thì nó sẽ không đúng, 2 inch nó lớn hơn 2 cm rất là nhiều. Đấy, chuyển đến cm xong xuôi thì nó sẽ bấm OK. Đấy là toàn bộ những cái cài đặt chung mà chúng ta phải làm trước khi mà chúng ta sử dụng Word. OK, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là cái thanh thước kẻ của mình ấy, những cái số 1, 2, 3, 4 này nó sẽ xít nhau hơn. Đấy là bởi vì nó đúng theo đơn vị đo là cm, chứ còn là inch thì nó khoảng 2,54 thì có một inch nó nằm tít ở tầm giữa này cơ.